Chương trình của bản tin ngắn, có vẻ như cái bản tin này rất tuyệt vời cho Tổng thống Trump. Khi mà thật sự một số cái tiểu bang dao động, ông Trump đang dẫn đầu. Lý do mà tại sao tụi nó cũng đang rất là lo lắng. Rất là lo lắng là ông Trump có thể chiến thắng. Lý do mà tại sao tụi nó sẽ truy tố ông Trump tay tua tơi tả. Sẽ truy tố ông Trump tay tua tơi tả luôn. Chúng ta cũng không hoàn toàn ngạc nhiên về điều này đó quý vị. Bởi vì tụi nó đang lo là ông Trump sẽ trở lại Tòa Bạch Ốc và dọn dẹp sạch sẽ cái đám tụi nó. Ông Trump đã vạch ra những lợi thế rõ ràng chống lại ông Biden trong những tiểu bang quan trọng. Ở cấp quốc gia, Tổng thống Trump và Biden có cùng tỷ lệ là 39%, tuy nhiên hệ thống bầu cử của Mỹ không phải chiến thắng ở cuộc bầu cử phổ thông mà chiến thắng giành trên đại cử tri đoàn. Những cái tiểu bang quan trọng như là Georgia, Arizona, Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina, Nevada và Michigan. Đó là những tiểu bang quan trọng Tổng thống Trump đã dẫn 6% từ 41 cho đến 39%. Trong khi đó 24% vẫn chưa quyết định. Cuộc khảo sát không chia nhỏ là, không chia ra những tiểu bang đó mà khảo sát chung của những tiểu bang dao động. Nhắc lại một lần nữa, những tiểu bang sau đây có thể quyết định được cuộc bầu cử của 2024: tiểu bang Georgia, Arizona, Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina, Nevada và Michigan. Ông Trump đã thắng tiểu bang Bắc Carolina vào 2020 nhưng mà thua toàn bộ phần còn lại. Chỉ lật đổ một số tiểu bang này có thể giúp ông giành được chức vị tổng thống. Tính đến ngày 4 cho đến ngày 14 tháng 9, cuộc khảo sát trong 4.413 người trưởng thành. Nhìn chung Tổng thống Trump đang dẫn cái ưu thế trước ông Biden trước một trận đấu tiềm năng với 0.5%. Đó là bản tin mà càng chấn động. Mà khi càng chấn động như vậy thì có vẻ như cái quyền lực ngầm về bộ tư pháp của ông Biden sẽ tiếp tục tấn công ông Trump. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị những bản tin ngắn tuyệt vời tiếp theo liên quan đến Tổng thống Trump. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.